Hello, em Trang Ngô Cường đến từ Tượng Gỗ Sở Minh Hồng đây. Và trong video ngày hôm nay, em Trang sẽ giới thiệu đến anh chị em nhà mình một siêu cực phẩm. Đó là một tác phẩm Ngài Đạt Ma với dáng 3D khắc thực được VN chế tác từ chất liệu gỗ hương đá và vân là vân tuyển chọn các bác nhá. Và một mẫu tác phẩm này các bác có thể ngắm nhìn cho em siêu to và khổng lồ, với kích thước chiều cao là 1m78, chiều ngang là 52 và sâu là 54. Nếu như tính cả phần vệ đế này thì tác phẩm cao đến 1m98 các bác nhá, cao gần 2m cả đế. Và tác phẩm này thì bên em đang giao lưu với mức giá chỉ là 36 triệu đồng thôi và đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc ạ. Sau đây mời toàn thể anh chị em nhà mình cùng đi vào từng đường nét chi tiết của tác phẩm ạ. Và điểm nhấn của những tác phẩm Ngài Đạt Ma đó chính là thần thái cái diện mạo của ngài, ánh mắt đang nhìn về xa xăm và vô cùng là dữ tợn các nhá. Và trong phong thủy thì ánh mắt của ngài càng dữ tợn bao nhiêu thì khả năng chấn trạch trừ tà càng tốt bấy nhiêu và đem lại vượng khí về cho gia chủ ạ. Cặp lông mày và cũng như là bộ râu được bên em đục tỉa theo lối xoắn ốc vô cùng là mềm mại các bác nhá, rất chi tiết những cái sợi râu thôi làm người thợ bên em làm cực kỳ là chi tiết anh chị em nhà mình ạ. Từng chuỗi vòng tràng hạt của ngài đang đeo thì cũng được chặt tỉa vô cùng là tròn đều và kênh bong các bác nhá, rất là to các bác ngắm nhìn cho em đây, gần bằng hai ngón tay của em trai đấy ạ. Và tay phải ngài thì đang cầm một chiếc bát để đi khất thực, cái phần gân móng tay thôi được bên em làm vô cùng chi tiết và chân thực anh chị em nhà mình ạ. Tay trái ngài thì đang cầm một chiếc gậy với những cái phần mấu mắt đây, đục tỉa rất là kỹ các nhá. Và phía trên đây là một chiếc bình hồ lô bò rất là tròn và cũng như là những cái phần sợi dây đây đang buộc hồ lô, buộc bình hồ lô đây rất là chi tiết các bác nhá. Và xuống phía dưới thì các bác có thể ngắm nhìn cho em vải giải lụa cũng như là vạt áo của ngài thì là vô cùng mềm mại và tung bay trong gió các bác nhá, rất là mềm mại luôn, vô cùng là uyển chuyển, các bác ngắm nhìn cho em rất là mềm mại những cái vạt áo như này hay là những phần nếp đọng này bên em làm rất là chi tiết các bác ạ. Và ngài đang đi khất thực thì với những ngón chân trần thì cũng được bên em làm cực kỳ là chi tiết các bác nhá, những ngón chân đây đục những cái phần móng chân đây rất là chi tiết anh chị em nhà mình ạ. Phía dưới là hình ảnh của một bệ sóng đang dâng trào lên làm rất là mềm mại luôn và các bác có thể ngắm nhìn cho em chất vân chất gỗ của mẫu tác phẩm này, một mẫu tác phẩm làm trên chất liệu gỗ hương đá và vân bên em tuyển chọn từ đầu đến cuối là đều là tuyển chọn hết đâu nhá. Một phôi gỗ lục lạc và liền cối như thế này với kích thước chiều cao là 1m78 ạ, cả ký là cao 1m98, ngang 52 và sâu là 54. Bên em đang giao lưu với mức giá chỉ là 36 triệu đồng thôi và đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị em nhà mình đang quan tâm mong muốn sở hữu siêu cực phẩm này về với gia đình mình có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hotline 0981336318 hoặc 0789336318 kết bạn Zalo. Em trai gửi ngành tứ diện và tư vấn kỹ hơn các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.